tháng tri ân khách hàng là hoạt động thường niên được ngành điện tỉnh Hậu Giang tổ chức vào khoảng tháng 12 đến hết tháng 1 hàng năm. Năm nay, chủ hoạt động của chương trình đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Với thông điệp là đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, chương trình hoạt động của tháng tri ân lần này tập trung vào hai lĩnh vực. Thứ nhất là kinh doanh dịch vụ khách hàng, thứ hai là vấn đề về an sinh xã hội. Thì đối với công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng thì công ty lực Hậu Giang chỉ đạo cho tất cả các đơn vị tập trung kiểm tra miễn phí hệ thống điện, rồi vệ sinh thí nghiệm máy biến áp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lớn, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, dịch vụ cho khách hàng. Các công nhân thuộc các đơn vị của công ty điện lực Hậu Giang sẽ chia thành từng nhóm đến các doanh nghiệp tại địa phương, kiểm tra nguồn điện, vệ sinh, bảo dưỡng miễn phí máy biến áp. Đây được xem là một trong những hoạt động nổi bật, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và sản xuất. Về xin bảo dưỡng trạm này là nó có tính hiệu quả rất là cao. Thứ nhất là nó bảo đảm là cho thiết bị điện mình vận hành liên tục lâu dài và an toàn, khách hàng được cung cấp điện liên tục là không gián đoạn trong sản xuất kinh doanh của khách hàng, để mang lại lợi nhuận cao cho khách hàng và cái thiết bị điện cũng được bảo đảm. Bên cạnh đó, ngành điện Hậu Giang còn tặng quà tri ân cho những khách hàng sử dụng điện công nghiệp, khách hàng tiêu thụ điện lớn đã tích cực phối hợp với ngành điện trong công tác thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ và điều chỉnh phụ tải điện. Hàng năm thì điện lực có gửi xuống một cái bản đăng ký phụ tải cho công ty, thì công ty sẽ dựa vào đó để đăng ký phụ tải cho năm tới, rồi có vì điện lực sẽ dựa vào đó để điều chỉnh cái hệ thống tải phù hợp với quá trình sản xuất của công ty, mang lại chất lượng điện tốt hơn, đáp ứng tải vào những từng tùy thời điểm khác nhau của ngày sản xuất vào giờ thấp điểm, cao điểm. Về an sinh xã hội, ngành điện Hậu Giang đã tổ chức các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn và các mẹ Việt Nam anh hùng mà đơn vị đang phụng dưỡng, đến tận nhà để hỗ trợ người dân trong việc cấp điện mới, bảo dưỡng hệ thống điện sau công tơ. Tại sao công tơ cũ đó, tôi lo lắng, sợ chập điện trong nhà. Thành ra giờ nhờ mấy anh điện lực Châu Thành mà xuống lắp ráp công tơ mới và giúp cho tôi một số điện trong nhà thay này kia nọ, đó là tôi mừng lắm, mừng quá mừng đi. Trong chương trình tháng tri ân khách hàng lần này, các nhân viên điện lực còn tuyên truyền hướng dẫn người dân truy cập vào trang web, Zalo, tổng đài và đặc biệt là ứng dụng chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam EVN-SPC để thực hiện các giao dịch về điện. Việc này vừa giúp người dân có thể yêu cầu dịch vụ điện ở bất kỳ thời gian, địa điểm nào, vừa giúp ngành điện đẩy mạnh việc số hóa trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, hướng đến chuyển đổi số toàn diện, hiệu quả trong ngành điện.